Xin chào mọi người, Nếm Kim Min Official nha. Mọi người ơi, trên xứ nhà mẹ Min là xứ Tây Nguyên, không có, cũng có ao hồ, nhưng mà đa phần là đều nuôi mấy những con cá trê rồi cá lóc rồi đồ, thì cá diêu hồng đó mọi người. Nên là hôm nay mẹ Min sẽ làm món cá lóc rất là ngon nha. Thì nhà mình không có nuôi, nhưng mà hôm qua mình đi chợ mình mua một con cá là 1 kg 70.000 cá lóc đó mọi người, rất là ngon luôn. Hôm nay thì mẹ Min sẽ vào bếp nấu cái món là cá lóc kho tiêu. Thì mọi người hãy ủng hộ kênh của mẹ Min nha. Thời gian qua mẹ Min cảm thấy được là cái khán giả của kênh mẹ Min rất là nhiều, thì mình cũng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi kênh của mẹ Min. Thì mẹ Min cảm ơn mọi người và nhớ đồng hành cùng mẹ Min trong thời gian sắp tới nha mọi người. Thì bây giờ mọi người hãy cùng mẹ Min vào bếp để theo dõi là mẹ Min nấu cái món cá lóc kho có ngon không nha. Đây mọi người ơi, mình đã kho cá xong rồi đây nè, cá nè. Đây là canh cải nè. Mời mọi người ăn cơm nha. Hôm nay mình nấu cá lóc kho rất ngon. Thank you.
mọi người ơi, thì mình cảm thấy là ăn cá rất là ngon nha. Thì thực đơn hàng ngày của mình thì cá, thịt thịt heo, thịt gà, thịt bò, thì các loại, thì mình cũng thường xuyên thay đổi các cái vị để cho mình có đủ chất dinh dưỡng đó mọi người. Thì mình hôm nay mình ăn cơm với cá kho rất là ngon luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Thì bây giờ mẹ Mina sẽ đi chợ và xem là hôm sau á, mẹ Mina sẽ làm cái món tiếp theo để cho mọi người xem nè. Nhưng mà mẹ Nhiên cũng chưa có suy nghĩ ra món gì, nhưng mà mẹ Mina sẽ xin tạm dừng cái video ở đây. Hẹn mọi người ở cái video tiếp theo nha mọi người. Đừng có quên là mọi người hãy nhớ là nhấn chuông và để theo dõi được những cái video tiếp theo của mẹ Minh nha. Bye bye mọi người, và hẹn mọi người ở cái video tiếp theo.